Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu nhanh một số các cái bộ lọc mà nó nằm ở trong nhóm hoạt động độc lập chứ nó không nằm ở trong filter gallery. Thì cái này thì bao gồm nhóm blue này. Cái blue gallery này là những cái bộ lọc rất là mới mà nó xuất hiện từ các phiên bản CC. Xin lỗi, từ các cái phiên bản CS thì bắt đầu xuất hiện thêm cái blue gallery. Rồi distort, rồi noise, pixeless, render, sharpen, stylus thì cũng là một cái phần bộ lọc mà nó nằm ở bên ngoài. Đấy, video thì nó thuộc về cái bộ lọc mà dính dáng đến phim thì thôi chúng ta không đề cập tới đây. 3D thì cũng là cái tương đối mới, tức là dán các cái hiệu ứng, hiệu ứng các thứ vào cho môi trường 3D. Mục tiêu của chúng ta thì chắc là cũng tạm thời gạt cái thằng này ra, và sau đó thì cũng có thể chúng ta sẽ giới thiệu thêm một vài cái bộ lọc ở bên ngoài tương đối là đặc biệt một chút. Thế ở trong nhóm blue thì vừa nãy chúng ta đã giới thiệu nhanh một số cái mà thuộc về blue rồi, đó là blue more, thì đấy là những cái bộ lọc mà giúp cho chúng ta có thể làm nhòe, làm mờ các cái layer hoặc là trong một cái phạm vi vùng chọn nào đó. Thế còn trong này thì thực ra về mặt nguyên tắc hầu hết là nó đều làm nhòe, làm mờ theo các cái phương pháp khác nhau. Tuy nhiên là có một vài cái tôi sẽ đặc biệt tôi giới thiệu, tại vì là nó sẽ có những cái hiệu ứng hay là có những hiệu quả mà chúng ta sẽ sử dụng tương đối nhiều trong cái công việc thực tế, ví dụ như là cái motion blue này chẳng hạn. Motion blue thì nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra những cái hiệu ứng là có cái tính chuyển động ở trong một cái bức hình. Tại vì khi mà chúng ta chụp ấy, mà một cảnh tĩnh thì tất cả mọi thứ nó đều rõ ràng như nhau. Đó, nhưng mà trong cái quá trình mà chụp, nếu như mà chúng ta có một cái cử động nào đó trong quá trình chụp, há mồm ra nói này, hay là vung tay vung chân gọi ai đó này, hay là quay đầu nhìn sang hướng khác, thì tất cả những cái thao tác mà khi mà chúng ta thực hiện cái dịch chuyển trong lúc chụp, hoặc là nếu trong khung hình của chúng ta đang đứng nhưng lại có những người chạy qua hoặc là xe cộ đi qua chẳng hạn, thì tất cả những cái đối tượng mà nó có cái tính chất là chuyển động đó thì nó đều bị nhòe theo cái hướng chuyển động mà họ đang thực hiện. Và do đó thì cái motion blur này nó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết cái vấn đề là mô phỏng về cái sự chuyển động ở trong cái lúc chụp ảnh đó. Đây này, tôi lấy thử một cái bức ảnh. Ví dụ chúng ta có một cái đối tượng như này chẳng hạn, bây giờ đang là một cái nhảy lên hay nhảy xuống hay nhảy ngang, tôi lấy ví dụ như thế. Thì ví dụ đây đang từ trên mà nhảy xuống chẳng hạn, đó. Thì tôi chọn đối tượng, sau đó thì vào filter, ví dụ như là chọn blue, chọn motion blue chẳng hạn. Bây giờ tôi muốn là để tạo một cái hướng nhảy đang rơi xuống chẳng hạn, thì tôi sẽ xoay cái hướng angle để mô phỏng với cái hướng mà cái người này đang nhảy xuống. Đấy, ví dụ như là nếu mà đang nhảy xuống thì chúng ta sẽ có những cái làm nhòe như này, và trong trường hợp như thế thì chúng ta chỉ cần là tạo ra một vài cái nhân bản, đúng không?
Đấy, ví dụ tôi làm vài cái, một cái tôi cho nhiều, một cái tôi cho ít hơn, một cái tôi cho ít hơn một tí. Trên này cho một tí đẹp nữa thôi. Ví dụ nó sẽ tạo ra một cái sự độ làm nhòe nhất định để mô phỏng về cái sự chuyển động. Đấy. Nó sẽ làm cho người ta sẽ có cái cảm giác rằng là cái đồng chí này đúng là đang đang làm sao đấy, đang có cái sự dịch chuyển mà có hướng đàng hoàng tử tế. Đấy thì cái thao tác này thì chúng ta có thể là giải quyết có hai cái, đúng không? Trong Twitter này thì các bạn sẽ thấy là nó có hai tham số. Một là cái chiều hướng chuyển động đấy, nó theo hướng dọc hay hướng ngang theo, hay là hướng chéo, và cái độ mạnh khi mà chúng ta áp dụng cái bộ lọc đó để tạo ra cái độ nhòe theo cái hướng chuyển động đó. Thì đây là một cái bộ lọc mà sẽ được sử dụng tương đối nhiều trong thực tế khi mà chúng ta muốn có một sự mô tả về cái thao tác chuyển động đó có mặt ở trong bức ảnh. Đấy, thì đây là một cái bộ lọc nó cũng không quá phức tạp, nhưng mà cái tính ứng dụng của nó thì lại rất là rõ ràng ở trong cái thao tác và sử dụng của chúng ta. Thế hoặc là trong Blue chẳng hạn thì chúng ta lại có những cái bộ lọc khác như thế này, ví dụ như là đây, quay trở về cái bài này chẳng hạn, filter này chúng ta sẽ giới thiệu chẳng hạn như là cái Radiant Blue, thì nó sẽ có cái tính chất là tạo ra một cái tâm làm nhòe, và nó sẽ hướng mắt người ta vào trong một cái tiêu điểm nào đó. Thì nó có hai dạng, một là spin này là nó sẽ làm nhòe theo vòng tròn. Đấy. Mặc định thì lúc đầu tiên bao giờ nó cũng sẽ nằm cân đối ở giữa cái tâm làm nhòe, nó sẽ nằm ở tâm của cái bức ảnh. Tuy nhiên khi mà chúng ta muốn cho người ta hướng tới một cái mục tiêu nào đó thì chúng ta có thể là tính toán về cái tọa độ một cách tương đối, và chúng ta kéo cái tâm làm nhòe này hướng vào cái vị trí mà chúng ta muốn người ta nhìn vào. Sau đó thì bằng cách là gia giảm các cái chế độ quality, draft, good hay best này, và để cho nó hiển thị chất lượng cao đến đâu. Thế và gia giảm bằng cái tham số amount này để chúng ta có thể là tăng hay giảm cái độ làm nhòe của nó. Ví dụ đây, chúng ta có thể là tạo ra một cái bộ lọc như thế này, tạo ra một cái hiệu quả bằng cái bộ lọc như thế này. Đấy thì ví dụ chúng ta cho nó hướng tâm đến đâu, cái này thì nó hơi lớn đúng không ạ, nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh. Đấy, thay vì quá nhiều cái này thì tôi có thể ra giảm đủ để cho nó có một cái sự làm nhòe, nhưng mà nó sẽ hướng mắt nhìn của người ta vào một cái chỗ nào đó. Cái này thì không rõ bằng cái phía sau. Cái phía sau thì cái biến thể này nó sẽ giúp chúng ta là tạo ra một cái hình thức gọi là nó rõ ràng hơn, giống như là tôi đang các bạn xem ở trong các cái quay phim hay là gì đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái cảnh nào đó ở xa mà người ta zoom ống kính thật nhanh, tập trung vào một cái điểm đó ở xa, thì nó sẽ được thể hiện một cách như thế này. Zoom nhanh giống như là một cái cú lia ống kính vào một cái điểm nào đó, sau đó thì chúng ta chỉnh tiêu cự thật nhanh, thì bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái cảm giác như đang lao vào, đang tiến vào cái khu vực đó, cái đối tượng đó. Thì đây là một cái kiểu để mà nhấn về một cái trọng tâm ở trong một cái bức hình
hãy làm cho nó có một cái tính hướng tâm rõ rệt để cho người ta có thể ứng mắt vào ngay cái chi tiết nào đó hay là một cái vùng nào đó trong bức ảnh, thì người ta sẽ sử dụng cái bộ lọc này. Đấy, thế còn trong rất là nhiều trường hợp khác, ví dụ như là chúng ta sẽ có cái Sharp Blue hay Smart Blue hay Surface Blue. Surface Blue này thì nó sẽ được sử dụng tương đối nhiều ở trong các kỹ thuật mà làm mịn da. Đấy. Chỉnh da, chỉnh chiếc các thứ. Ví dụ như là đây, chúng ta có thể lấy thử một cái bức hình nào đó có cái có một cái thủ cấp đây ví dụ. Đó. Chúng ta lấy một cái hình như thế này. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có thể tạo ra một cái bé hôm trước lấy cái ứng này không được tô vẽ từ cái hình tí mà. Ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng cái này. Tôi có thể là tạo ra một cái layer như thế này đi. Nó sẽ xóa nhòe rất là nhiều. Tất nhiên cái này là nó rất là nặng. Đó, nó rất là nặng, nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì ví dụ như là khi mà chúng ta sử dụng cái này thì nó sẽ làm cho cái mọi thứ, cái này thì nặng thì chúng ta sẽ phải chấm bằng công cụ. Cho lệnh trong trường hợp này thì hơi khó đúng không? Lấy cái ví dụ này thì nó hơi quá, để tìm một cái ảnh khác nha. Lấy một cái ảnh nào đó mà cái mặt nó cũng vừa phải thôi, nó không bị đây ví dụ đây chúng ta xem thử cái này đó. Chẳng hạn như là filter này, blue này, đấy, surface blue này chẳng hạn. Thế đây các bạn sẽ nhìn thấy là khi mà chúng ta sử dụng cái này thì bắt đầu nó làm cho cái những cái lỗ chân lông rồi những cái chỗ mà nó kém mịn màng bắt đầu nó bị nhòe đi. Gia giảm các tham số. Giữa hai cái này, threshold và cái radius này, để chúng ta có thể là xử lý cho tới khi nào mà chúng ta cảm thấy là nó đạt được một cái hiệu quả thị giác mà nó chấp nhận được. Tất nhiên thường thường như thế này thì nó sẽ hơi dài. Thường là người ta sẽ làm theo cái cách là gì đây? Thường là Ctrl-G nhân bản một cái mới lên trên. Trên cái mới này thì người ta mới làm cái thao tác gọi là Surface Blue này để đánh nhòe bớt nó đi. Đánh nhòe nó đi. Sau đó thì người ta có thể là tạo thêm một cái mặt nạ. Đấy. Trong đó người ta sẽ giữ những cái phần nào mà ví dụ da thôi, đúng không? Những cái phần ví dụ như là răng, miệng, môi rồi những cái phần khác mà cần phải rõ ràng thì người ta sẽ xử lý nó lên lại như thế này. Rồi gia giảm thêm những cái chế độ hòa trộn khác để cho nó lẩn vào, hoặc là gia giảm opacity. Đấy. Hoặc là tẩy nhẹ bớt nó đi,
tẩy nhưng mà không 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 quá mạnh đúng không? Đấy, người ta sẽ giảm opacity. Khi mà người ta làm việc ở trên này một cách nhẹ nhàng hơn, ví dụ như là đây, giảm về AMR đi. Đấy, tôi có thể giảm tẩy khẽ, tẩy nhẹ để cho nó bắt đầu trong dần và lấy lại một số các cái kiểu như là lỗ chân lông ấy. Đấy, cái chất liệu một số vùng mà cần sắc thì chúng ta sẽ tẩy kỹ đi. Đấy, còn chỗ nào mà chúng ta muốn là nó mờ ảo để nó giữ cái độ làm nhòe làm mờ mịn thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Tất nhiên có thể tôi sẽ đưa cho các bạn một số các cái video mà nó hướng dẫn nó chi tiết hơn, nhưng mà đây là cái giới thiệu nhanh để hiểu rằng là cái này là nó sẽ sử dụng trong các trường hợp như thế. Đấy thì là ở trong cái nhóm blue. Tiếp nữa thì đây, giới thiệu cái này thì nó sẽ mới một tí này. Trong cái nhóm Blue Gallery thì cái này là cái được bổ sung ở trong các phiên bản tương đối mới, tức là các phiên bản CS, thì bắt đầu nó xuất hiện cái khái niệm Blue Gallery này, và nó làm việc theo một cái kiểu gọi là nhiều tâm điểm làm nhòe và có thể điều chỉnh được một cách trực quan theo ý mình, chứ nó không phải là làm việc trên một cái diện rộng và đều nhau giống như các bộ lọc cũ. Bộ lọc cũ thì các bạn nhìn thấy đấy, nếu cũng như không đặt ra một vùng chọn thì nó sẽ làm rộng trên toàn bộ cả layer đấy, và không có trọng tâm chỗ này mạnh chỗ kia yếu đấy. Tuy nhiên là cái nhóm bộ lọc Blue Gallery nó cho phép chúng ta là can thiệp một cách chủ động hơn và có chỗ mạnh có chỗ yếu đấy. Ví dụ bây giờ tôi mở cái ảnh ra vào filter vào Blue Gallery, ở đây nó có 1, 2, 3, 4, 5 kiểu đó, 5 kiểu làm nhòe. Thì đây file blue này, các bạn sẽ thấy là khi mà chúng ta có một cái trường như thế này, thì đây các bạn nhìn thấy tôi sẽ có một cái spin, có một cái ghim được đặt vào đây, và cái ghim này chính là cái điểm điều khiển độ làm nhòe bằng cách là gia giảm các tham số ở các con trượt, hoặc là gì đấy ạ. Đây ví dụ là giảm đi đến đây thì là không nhá, là không nhòe đúng không, tăng lên thì sẽ là làm nhòe nhiều. Hoặc là các bạn có thể giải quyết trực tiếp ở đây bằng cách là đưa vào trong cái mô hình tròn tròn này, các bạn kéo chuột ra giảm cái tham số để các bạn điều chỉnh cái độ nhòe, thì các bạn sẽ điều chỉnh được cái này. Và nó điểm đặc biệt là các bạn có thể di dịch nó đi tới các chỗ mà các bạn muốn đấy. Những cái điểm này nó sẽ tạo ra những cái giá trị mờ nhòe khác nhau, tăng lên này, giảm đi này. Thứ nhất là tăng giảm một cách trực quan, thứ hai là nó không làm đều mà tôi có thể nhắc nó ra một vị trí, đặt nó vào một vị trí nào đó, và bằng cách nữa là tôi có thể đặt nhiều điểm đấy. Với nhiều điểm này tôi có thể tạo ra những cái độ làm mờ nhòe khác nhau. Trên này ít, ví dụ thì góc này rõ, góc này mà tôi đánh vào đây là mờ thì góc này nó sẽ mờ nhiều hơn, trong khi có chỗ thì là gì đấy, sắc đúng không. Thì như vậy là tôi sẽ đặt ra được nhiều tiêu cự bắt khác nhau ở trong ống kính. Tôi có thể điều chỉnh chỗ này là nhòe, chỗ kia là gì đấy, nhòe nhiều, chỗ này nhòe ít. Đây ví dụ bạn thấy phía trên này, là phía trên này tôi đặt ở đây là nó sẽ không nhòe đúng không ạ, đấy trong cụm lá như này. Nhưng mà tôi đánh ở phía dưới này, cái đường chân trời này tôi có thể đánh cho nó lu đi đấy. Ví dụ như thế là tôi có thể đặt nhiều điểm khác nhau với gia giảm các cái độ làm nhòe khác nhau. Ví dụ tôi muốn là phía bên phải này đó, phía bên phải là ít rõ hơn, phía bên trên ít rõ hơn, và phía bên trái nhòe nhiều, phía bên dưới nhòe nhiều. Tôi có thể điều chỉnh được một cách rất là chủ động ở trong cái hình này bằng cách là đặt những cái điểm nào được coi là rõ đó. Đấy, muốn điểm nào rõ đặt điểm điều khiển vào, giả cái chỉ số đó về bằng gì đấy, bằng không, thì chỗ đó chắc chắn là nó sẽ rõ
còn chỗ nào mà khác không thì bắt đầu nhòe dần, tham số càng lớn thì càng nhòe. Đó. Đấy. Rất nhiều điểm rõ mờ khác nhau, nó cũng giống như là chúng ta đang điều khiển, đang điều khiển cái ống kính máy chụp để đặt tiêu cự vào sâu hơn là tiến lại gần, mà thực ra ở đây tôi cho phép chúng ta đặt nhiều tiêu cự khác nhau. Đấy. Cái nào nằm trong tiêu cự thì sẽ rõ, cái nào nằm gần ở tiêu cự sẽ rõ hơn những cái nằm xa tiêu cự. Ví dụ như thế thì chúng ta có thể là đặt những cái bộ lọc, nó gần như là nó sẽ cho phép chúng ta xử lý rất là nhiều điểm. Cực kỳ chủ động, và muốn bao nhiêu điểm nhòe, bao nhiêu điểm rõ thì chúng ta có thể tự mình đặt. Và sau khi mà các bạn làm xong thì các bạn có thể là sử dụng một số các cái như này, ví dụ như preview này, tắt này, để cho xem này, đúng không? Trước này, khi áp dụng này, đấy, reverse là thôi, nó sẽ quay trở lại. Ok là chấp nhận, đó, cancel là hủy. Ví dụ như thế, thế thì chúng ta sẽ có những cái cách thức để mà chúng ta điều chỉnh những cái độ mờ nhòe khác nhau ở trong cái bức hình, và nó đa dạng hơn rất là nhiều, có mạnh, có yếu, có tập trung, có lơi, buông lơi. Cái điều này thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả hoàn toàn khác so với cái cách thức mà làm việc ở cái kiểu bộ lọc cũ, bởi vì bộ lọc cũ nó là dàn trải trong một layer hoặc là trong một vùng chọn là đều nhau hết, không có chỗ mạnh, không có chỗ nhẹ. Đấy. Còn muốn mà làm cho nó có cái độ khác biệt như thế thì phải là chồng nhiều lần với lại những cái vị trí khác nhau, với những cái vùng chọn, với vùng làm nhòe khác nhau. Thì như thế là nó rất là vất. Nhưng mà với cái kiểu mà Blue Gallery này thì chúng ta sẽ có những cái sự chủ động cực kỳ cao, và cái hiệu quả là chúng ta nhìn được, đánh giá được trước khi mà quyết định là có áp dụng hay không. Thì đấy là kiểu đầu tiên ở trong cái nhóm Blue Gallery nhé. Đây là file Blue nhé. Bây giờ chúng ta xem về cái Iris Blue. Iris Blue thì nó sẽ lại cho một cái trường như thế này. Các bạn sẽ thấy cũng vẫn có cái spin, tức là cái ghim để lấy cái tâm điểm của điều chỉnh làm nhòe. Nhưng trong đó thì nó cung cấp cho chúng ta một cái vùng. Vùng này nó sẽ phân chia ra. Trong phần tâm này là phần rõ, đúng không? Ngoài cái rìa này thì nó là phần mờ. Thế và có một cái vùng gọi là vùng nhòe, vùng chuyển giữa cái vùng rõ và vùng mờ, thì là cái đoạn mà mấy cái điểm điều khiển ở bên trong này. Khi các bạn bấm vào đây và các bạn điều chỉnh co kéo thì các bạn sẽ làm cho mở rộng cái vùng rõ ra, hay là thu cái vùng rõ lại mà tăng cái vùng trung gian, vùng chuyển giữa nhòe và rõ. Thế và các bạn có thể là xoay góc nó đi, ví dụ xoay, có thể mở rộng thu hẹp đó. Có thể đổi từ một cái trường mà có tính chất ellipse sang thành một cái dạng gọi là hình vuông, hình chữ nhật bo tròn góc như thế này, và bằng cách là di dịch những cái điểm đi thì tôi có thể là lấy những cái khu vực nào được coi là tập trung, muốn làm cho nó rõ. Thế này. Và tất nhiên cái tâm điểm này sẽ là cái điều khiển là độ nhòe nhiều hay ít. Và độ nhòe nhiều hay ít thì nó sẽ phụ thuộc vào cái vấn đề là chúng ta điều chỉnh cái giá trị này như thế nào. Đấy. Thế còn các bạn muốn mở rộng hay thu hẹp như thế nào thì các bạn đưa chuột vào trong trực tiếp vào trong cái khoảng này này, cái ranh giới này này. Đấy, và các bạn kéo chuột trực tiếp thôi. Để các bạn điều chỉnh cái mở rộng thu hẹp. Đấy, và kết quả thì nó hiển thị một cách trực quan luôn. Chúng ta sẽ có những cái vùng mà được làm nhòe theo đúng ý của mình. Đấy, và cái vùng trung gian giữa cái vùng nhòe cũng rõ. Chúng ta cũng có thể rất chủ động, chúng ta mở rộng hay thu hẹp nó để điều chỉnh cái độ nhòe theo ý của mình. Cái Iris Blue. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ có một cái nữa là cái Tangent Shift thì nó lại theo cái hướng thẳng như thế này. Một cái vùng ở giữa là đây, vùng này là vùng rõ,
vùng này là vùng mà mang tính chất là gì đây nhỉ? Ranh giới giữa rõ và mờ. Bắt đầu từ cái vạch đứt này trở đi là mờ là nhòe. Đấy, và chúng ta sẽ điều chỉnh cái này để chúng ta mở rộng cái vùng rõ hay là chúng ta thu hẹp cái vùng rõ lại, điều chỉnh nó theo ý của chúng ta. Nhắc lên nhắc xuống, điều khiển. Và thông qua cách như thế này thì chúng ta sẽ có những cái trường rõ mờ và chuyển đổi giữa vùng rõ vùng mờ. Đấy, và cái độ là mờ nhòe đến đâu thì chúng ta có thể là gia giảm đến đấy. Và thích nữa thì các bạn cũng có thể đặt thêm các cái điểm spin này, những cái điểm neo này, điểm điều khiển này. Tức là chúng ta có thể có nhiều trường. Đấy, cái điều quan trọng nhất là có nhiều trường và cái sự trao đổi, cái sự mà thử nghiệm trực quan ở trên bức ảnh và chúng ta nhìn thấy trước được kết quả gần như là khi nào hài lòng chúng ta mới nhập ok. Rất khác với kiểu làm kiểu tò mò tù mù. Đấy. Thế, tiếp nữa thì sau cái này thì chúng ta có một cái nó gọi là Pat Blue và Spin Blue. Spin Blue thì đơn giản là một cái hình như thế này. Đấy, bây giờ mở rộng, thu hẹp, gia giảm vùng rõ, vùng mờ. Có tính chất là hơi xoáy đây này. Cái chính là bây giờ chúng ta đặt vào đâu cũng được. Đấy. Cái này ví dụ như là các bạn biết là nó làm gì nhỉ? Đặt cho những cái gì chuyển động theo cái bánh xe. Bánh xe đạp, bánh xe ô tô. Nói tóm lại là những cái gì mà có cái tính chất là quay. Đấy. Tại vì là ví dụ như cái motion blue trước đây của chúng ta ấy, thì nó chỉ làm theo cái đường thẳng thôi. Đường thẳng có thể chạy ngang, đường thẳng có thể chạy chéo, đường thẳng có thể chạy từ trên xuống dưới, nhưng mà nó lại không có cái tính chất là xoay tròn cả này. Đấy. Cái radian blue thì có, nhưng mà rất khó để mà chúng ta đặt trúng cái vị trí vào đâu, và nó chỉ có một điểm duy nhất. Đấy, bạn hiểu không? Thế nhưng mà một cái ô tô, một cái xe đạp thì phải có hai bánh, một cái ô tô thì có bốn bánh, thì trong ít nhất là trong chúng ta có thể nhìn ít nhất là cái ô tô chúng ta cũng phải nhìn thấy hai bánh của nó. Nếu ô tô nhiều bánh thì nó còn phải có nhiều cái điểm mờ nhòe xoay tròn như thế, thì những cái như này thì chúng ta có thể áp dụng cho nó, đặt nó vào các cái khu vực bánh xe ở trong cái bức ảnh để làm cho nó tạo ra cái cảm giác nó quay rõ ràng hơn, mạnh hơn. Đấy. Thì cần có bao nhiêu bánh ở trên, có bao nhiêu cái bánh ô tô mà đang quay ở trên cái bức ảnh thì chúng ta có thể gán bấy nhiêu cái điểm vào đấy và điều chỉnh nhẹ ít nhẹ nhiều khác nhau. Đấy, thì đấy là cái vai trò của cái thằng blue này. Thế còn cái thằng pad ấy thì nó có một cái điểm như thế này. Đây, blue gallery. Cái pad blue ấy thì nó sẽ nó bắt cập nhật driver rồi. Này. Nó có thể cho chúng ta làm nhòe theo một cái hướng nào đó. Tức là nó tạo ra một cái hướng mà có cái sự điều chỉnh một cách rất là trực quan. Và cái điểm mạnh nữa, cái điểm đặc biệt nữa của nó là nó cho chúng ta phép chúng ta là làm chạy theo một cái đường cong.
đấy. Trước đây là chúng ta chỉ có thể cho nó chạy theo một cái hướng thẳng thôi, nhưng nếu mà cái ảnh của chúng ta nó lại có một cái chuyển động ở một cái, ví dụ như là ảnh chụp một cái cuộc đua xe đạp chẳng hạn, nếu trên đường thẳng thì thôi tôi không nói, nhưng ví dụ đang vào cái cua lượn chẳng hạn thì các bộ lọc trước đây không giải quyết được, tại vì là cái thao tác mà chúng ta làm ở đó nó chỉ đi theo hướng thẳng thôi. Hướng thẳng nó có thể nằm ngang, có thẳng đứng hoặc chéo, nhưng mà những cái đường cong lượn là nó sẽ không giải quyết được. Đấy, ví dụ vào một góc cua, ví dụ một cái cảnh mà một con sóng nó đang cong, nó đang đánh lên như thế này, và tôi muốn là đánh nhòe cái đấy lên, hoặc là trong một cái cảnh khác, ví dụ giới thiệu về dầu gội đầu với cái gì đấy chẳng hạn, cô ấy tóc ướt rồi, bây giờ cô ấy lật, cô ấy hắt ngược cái đầu lên một cái, cả cái tóc nó đang chạy cong như thế này, trong một cái chuyển động hất ngược cái đầu lên để làm nhòe cái đấy đi, để diễn tả về cái sự chuyển động của nó, thì rõ ràng là không làm được. Thế thằng này thì nó cho phép chúng ta làm một cách linh hoạt đấy, muốn uốn cong theo chiều nào thì chúng ta uốn, muốn chạy theo chiều nào chúng ta dẫn hướng, đúng không? Bằng cách là tính điểm đầu, tính điểm cuối, và trong đó chúng ta có thể đặt những cái điểm điều khiển để chúng ta cho nó uốn lượn theo những cách khác nhau như thế này. Tức là nó cực kỳ linh hoạt trong cái vấn đề gọi là dẫn hướng cho một cái hiệu ứng làm nhòe làm mờ nó chạy như thế nào. Và ở đây các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái ví dụ như là có những chỗ lại còn nhòe ít, có chỗ nhòe nhiều, tùy theo việc là tôi đặt cái tốc độ chuyển động ở cái khu vực đấy nó cao hay thấp nữa. Rồi nó can thiệp một cách cực kỳ chi tiết. Ví dụ một như vừa nãy tôi lấy cái ví dụ mà tôi nói rằng là một cái cục đua xe đạp ấy. Đấy, ở cái góc chụp này thì là tôi đang ví dụ ở cái điểm này thì tôi cho nó rất là thấp, tại vì nó gần sát với lại cái ống kính, nhưng mà ở những cái điểm xa bắt đầu nó khuất xa vào, bắt đầu vào cua chẳng hạn, thì tốc độ ở đấy nó cao thì tôi có thể là làm cho nó ở cái vị trí kia nó nhòe nhiều hơn. Đấy, nó khuất dần sau góc cua, góc phố chẳng hạn. Thì đây là một cái rất là mới, và nó cũng rất là mạnh, và nó cũng đi vào trong thực tế. Đấy, thay vì mọi thứ đều theo một cái chiều rất là đơn giản là chiều thẳng, thì bây giờ tôi có thể dẫn dắt nó theo từng điểm, từng góc, từng cái hướng mà tôi mong muốn. Thì đây là một cái cải tiến mà tôi cho rằng là nó hết sức là đáng giá khi mà chúng ta muốn là làm nhòe một cái bức ảnh của nó mà nó có tính chất chuyển động phức tạp. Thế thì đây là những cái bộ lọc mà cực kỳ là hữu dụng khi mà chúng ta làm việc trong cái ảnh mà muốn làm nhòe làm mờ.